Vâng, xin chào toàn thể bà con. Bên em thì vừa về sẵn số lượng lớn tời điện ắc quy này, loại 12V, loại 24V nhá. Đây là tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Đây, 12V, 24V này, mã 3500 nhá. Sức kéo là của nó là 1,5 tấn này, sức lưng của nó là được 300 kg nhá. Sử dụng điện 12V hoặc là 24V. Chọn bộ đi theo này. Đế này. Đấy, tời này, nói đồng 100% nhá. Đai này, đai để giảm tời này vào các thiết bị mình bắt này. Bộ hướng dẫn dẫn cáp này, điều hướng nhá. Vâng. Rất xịn sò luôn. Điều khiển bằng tay, điều khiển tự động từ xa nhá. Vâng. Đấy, mã 3500. Kéo 1 tấn rưỡi, lưng 300 kg. Bên em đang về sẵn số lượng lớn đây ạ. Mã 4000. 4500. Vâng, bên em cũng đang sẵn số lượng nhé. Cũng đủ bộ luôn đi theo ạ. Đấy, điều hướng cáp này. Rất chắc chắn xịn sò luôn nhá. Ốc đầy đủ này, bệ này. Điều khiển bằng tay, điều khiển tự động này. Đủ bộ, chọn bộ luôn. Vâng. Mã 6000, mã 9000 LBS, bên em cũng sẵn số lượng lớn cho bà con. Vâng. Thì bà con ai có nhu cầu về tời điện, tời ắc quy, tời cứu hộ nhá. Liên hệ trực tiếp này, cẩu xoay 360 độ nhé. Bên em sẵn số lượng. Vâng. Ba lăng xích. Đến với tổng kho Hồng Phúc, bà con mua được các sản phẩm với giá tốt nhất thị trường. Vâng. Mọi chi tiết liên hệ 0973 143 996 ạ. Đây là ba lăng xích ạ. Tời điện bên em cũng sẵn số lượng luôn ạ. Vâng. Cảm ơn bà con quan tâm nhé. Xin cảm ơn.